Cô nương vào đi ngủ thôi. Ngoan quá. Ê, đóng cửa. Giỏi. Giỏi, lại ngủ thôi. Ý. Giỏi quá. Thôi, lên giường ngủ. Lấy chăn hả? Mẹ bật điều hòa con lại nhá. Có cái giường đẹp ha. Ôi, còn không quên lau cái gối nữa. Rồi, con nằm vậy ngủ hả? Ngon nha. Lát nó lạnh rồi, mẹ đắp chăn cho con nha. Mơ đẹp nha cô nương.